Không, mọi người đừng có dụ em cạo râu. Lẽ lưỡi, lẽ lưỡi như em có rồi. Cạo râu, cạo là nó lại càng nổi nhiều hơn đấy. Đây là không cạo râu đâu. Cạo là nó sẽ nổi lên, nó càng đen mà nó càng cứng. MC nha, cảm ơn. Ừ, dạo này kiểu nằm điều hòa nhiều ấy, nên bị sưng phổi đấy. Dạo này nằm điều hòa nhiều nên là mới bị sưng phổi. Ôi, để mắt em xít vào cho mọi người. Em cũng không biết sao nó bị sưng thành hai cục mà. Mệt quá, buồn ngủ quá. Có tắt đi kiếm gì ăn mới lại ngủ nhở. Cháu gội đầu hôm qua rồi. Hút vếp nhiều thì có. Em không biết hút vếp, không biết hút gì đâu, dễ sặc lắm. Ủa, mọi người chia sẻ nhiều ấy. Cái này thấy ở đâu đấy mọi người? Cháu ngủ đây. Ủa, alo mọi người. Bật cái ấy ở đâu ấy nhỉ? Ơ, ấn là cái gì ấy nhỉ? Không, người ta đẻ được một bọc trăm trứng rồi. Thôi mọi người ơi, bây giờ nó giảm xuống rồi ấy. Em đi đặt cái gì ăn đây? Đói quá. Nhẽ là livestream nữa đấy. Đấy, đi tìm cái gì ăn đã. Ăn đi ta.